Đảo xa cũng có thể ship được nhá. Vâng. Anh em cứ ngồi nhà đảo xa có thể ship được. Mình có các bạn ấy có hệ thống xe chạy xe cá nhân chạy từ đây vào tận Cà Mau nhá, tất cả rẽ ra hai bên. Đấy, cái bản đồ hình chữ S là hiện tại là mình có dàn xe container chuyên chở ship xe nhá. Ở đây ngày mùa ngày hội ông em thì cũng ra bán anh Kiên con xe siêu phẩm là Diêm Việt 2010. Chào anh em trên này. Chào 2000 anh em, qua là 2000 đúng không anh? Được rồi, 20.000 nhiều lúc 2000. Anh em mình cũng video lắm này. Vâng. Chính thức là lên 22 triệu người xem. Vâng. Đấy. Đặc sắc, nó phải đặc sắc. Hôm qua chia cho anh con Diêm lùn về nó máy nó ngon quá, tiếc đêm không ngủ được. Xe ngon. Con đấy ngon quá, thật sự là em bán con tiếc, bảo khách bảo quay đầu lại em cũng bao hết luôn. Tao thế mua đi. Thật sự luôn, tiếc đêm không ngủ được. Phải con máy. Huân Hoàng lại hưng vóng. Rồi kìa. À không, nói chung là em nó đam mê. Là đam mê xe nó thật chứ không phải là chợ buôn chợ gì đâu. Không rượu chè thuốc lá gì nhá, ông em này nó hay đó, học anh Kiên. Được quá zin anh. Học anh Kiên chính thức là năm nay sang năm thứ 8. Anh Kiên chưa ốm lần nào. Chính thức chưa bao giờ bác sĩ mà ăn một viên thuốc nào của mình. Mấy ông mà uống thuốc mà anh rất ghét thuốc Tây. 8 năm nay chưa ốm, chính thức là chưa ốm lần nào. Mấy ông bán thuốc, mấy ông bảo hiểm là chết đói. Không, mấy ông ăn thuốc có ốm rồi. Đấy, bởi vì sao nó tiêu chuẩn của ăn uống tiêu chuẩn bộ trưởng rồi nên nó không. Xe này chưa bỏ qua thuốc lá, bỏ qua rượu bia. Đấy. Kiên xe 2010 nhá. Một chủ đi bỏ số 5 năm cũng đi. Máy móc ngon. Máy móc ngon hết, cờ dựng ngược, gầm tím ngắt như xe mới. Anh nhìn ốc nhái sáng loáng này. Cái để sổ số. Một vòng. Để chú cho đây chú Hưng nuôi tả xe. Một vòng. Tả xe thật luôn, tả xe thật luôn. Đấy, đấy. Ừ. Ốc vẫn chấm sơn vuông nét chưa mở hết gì. Rồi. Đây, gầm tím ngắt. Quay gầm. Soi gầm. Gầm tím ngắt luôn. Soi gầm tím ngắt. Rồi, soi gầm. Nói chung một chủ đi, không xe một chủ. Biển này sâu nhỉ, đời sâu đấy. Đời 2010 ấy. 10 sâu nhỉ. Đời này hơi sâu, biển 30 nhỉ. Lốp ở thay một đời lốp từ 2016 đến bây giờ vẫn còn nguyên 2016. Gầm lươn thì không về lóc thì không phải nghĩ. Soi. Bỏ số 55 thì có mỗi lỗ lổ tí sơn ở thụt ở khóa càng này thì nó em cứ để nguyên thôi. Rồi. Đầu bò cờ dựng ngược mốc xịt. Để cho Hưng quảng cáo. Tiếp tục đi, em có lời gì thì đây em thì anh mở yên. Lời chăn chối cuối cùng trong tí. Chiều khóa vẫn hết cơ hội. Chiều khóa vẫn zin theo xe nhá. Rồi mà đi. Có gì thì nói đi. Gầm lóc này, anh nhìn này. Là cho mới, xong. Mới ốc chấm sơn đầy đủ hết. Rồi. Không phải van, ốc vuông đét. Đấy, giới thiệu thế. Rồi, xong. Rồi, được anh chê à? Không. How much? Bao nhiêu tiền? Tiếng Anh how much? 33 triệu 500. Bao nhiêu? 33 triệu 500. Anh bảo là hai mấy rồi? Hai mấy thì không có, hai mấy em không mua vào được. Xe chất thì sao có hai mấy được. Xe này em nói anh xe một chủ. 28 thì không mua được xe này. 28 mà muốn mua xe mà gầm lóc như này. Xe để 5 năm rồi anh không đi nhé, rất yếu. Trước mắt là mất 250 của mình. Đấy. Máy thì căng này. Nói chung ốc nhái xe phố. Xe phố chính chủ. Anh em thợ trả 32, em không bán thì bảo mang ra đây chia cho anh Kiên thì... Ôi giời ơi. 32 về bán 35 thì mẹ chắc là để mẹ sang kiếp sau. Em cũng hỏi. Ôi, tinh thần này, anh Thiệp anh giả 28 thì anh Kiên giả em 27. Đấy tinh thần thế. Thiệp thì nó trả điện em 28 điện 30 em mà không anh bán. Lên Điện Biên. Chung là xe này thì 2010. 2010 mà hiếm có khó tìm thì chứ. Tôi bán 27 triệu. 27 lỗ nhiều. Rồi lúc nữa thì anh em về Sơn La là nào Điện Biên Sơn La nó lại. Nếu mà về hẳn về Lai Châu thì cho nó vui thì hẳn Điện Sơn La. Lai Châu thì ác quá. Lai Châu nó xe đi nói chung là xe mộc mạc không có không mặc ra ốc nhái không phải xe quê đâm ra ốc nhái sáng hết ốc sáng hết tầm lan zin hết vành thay lốp thay từ 2016 giờ vẫn còn cùng quốc tình mà ấy mua ba lộn ngược lại 23 đấy chứ 32 thì mua được xe... Ôi, nói vui đây giả rồi 27 không 230 em trả 27.
Thôi chương trình này 29 triệu. Không bán đấy. Anh 30 em không bán em bảo. Tóm lại là lùi đi là 1 triệu nữa là 29 rưỡi không được nên anh em mình để chia tay anh. Chia tay nhá. Chia tay. Anh em thì có gì ai có nhu cầu thì lại nhu cầu thì mình cộng 1 2 triệu. Thì cộng 1 2 triệu thôi, còn xe mộc mà chính chủ một chủ thì nó không có. Để anh 30.08 là gì cũng hết giá rồi. Hết thuốc rồi. Hết thuốc. 29 rưỡi hết giá. Hết giá thì hết thuốc. Em bảo thiệp rồi 30 em không bán. Kệ cái việc mình em nói là em được em nói là cờ, em mua, quan trọng lỗ là lỗ. Bình thường có gì đâu mà cứ phải vống hết ca lên. Vống lên làm gì cộng bình tí thôi. Cái máy ngon thịt đấy. Hôm qua anh cộng 2 3 triệu còn chưa bớt. Còn ấy, còn xe còn xăng còn cộ còn nhiều cái. Đồng anh em lên cho vui và thỉnh thoảng ra bán anh kia chứ đâu về thường xuyên đâu. Ờ không có máy. Vì em thường là tuyển những xe đẹp. Em chơi xong rồi vừa chơi vừa bán. Nhiều khi anh em bảo có cửa hàng nào ở chợ không, bảo chẳng có cái cửa hàng nào ở chợ Chu Hà cả. Chỉ là vừa chơi vừa bán, anh em thích ngắm xe thì mời anh em cà phê ngắm xe. Em có một tổ là chuyên cà phê ngắm xe thôi. Em đam mê. Thế nào ra quán cà phê em? Ờ. Cà phê cho nào? Ra chỗ bao nhiêu? 48 Trần Đức Ninh. 48 Trần Đức Ninh mới mở ba chủ quán cà phê. Đấy à. Cạnh, cạnh chỗ Lai Cà đấy à? Bốn tám Trần Đức Linh. Rồi ok ok sao ủng hộ 48 Trần Đức Linh. 8 hết 30. Mai lập cái hiệp hội xe cổ ở đấy luôn. Không khổ không. đây anh đầy xe đời mới cổ anh cứ mua. Mình là dân thương mại nhá, mình có xác định mình càng làm vài cổ được cho lên được. Ôi anh em xe cổ em, uống cà phê nhiều. Nói chung là kệ. Nó xe mộc mạc này, xe chứ không vào được một tí đồ đâu. Thôi nhá. Vâng. Chia tay nhá. Chia tay hùng hôn. Thôi. 29 rưỡi. 29 rưỡi không bán. Anh em anh này chắc là phải bán. Anh ạ. Anh chắc 30 rồi. Khổ quá. Ra kỳ kèo làm gì. Không mua mẹ 30 rồi nhanh rồi. 30 lô. 30 thôi chốt 30. 35 nhá. Thôi. Không cả. 35 là hòa. Em ơi nó em om anh hơi mất 15 phút rồi đấy. Chốt cho Hưng 30 triệu nhá. Chốt cho Hưng 30 triệu cậu anh em 3 triệu. 35 là hòa. 30 lô 5 lít. Không cả nhiều quen. Nhiều lúc nó vất vả. Chào 20.000 anh em nhé, con này là chắc là chỉ bay trong 1-2 giờ nữa thôi. Đấy, một vòng đây, có quay vòng đây, xe này thì máy móc Hưng thấy nào? Đây, máy Hưng xem là máy móc tốt không? Không tốt máy không? Máy móc về thì căng, đi, xe của chủ nhá. Đi được khoảng bao thời gian nữa thì hỏng? Xe này đi khoảng 20 năm nữa thì vẫn thoải mái. Xe này sẽ đi tầm 5-7 năm nữa nếu không hỏng nhỉ? Mẹ vàng óng nhỉ? Nhìn thấy những cái gầm nó tím ngắt luôn như xe đấy, mới luôn. Quay vòng. Em chỉ kết cái đầu bò với máy mới gầm thôi. Lốc còn zin nhá, chưa bị rôm gì nhá. Đây con quay cái lốc. Không xịt tiếp gì đâu. Máy đẹp. Con này kết mỗi cùng máy, zin nét của nó đấy. Đầu bò trắng phao, đẹp đầu bò đẹp. Không phải trắng phao nhưng mà nhìn rắn, máy căng. Xe phố gọi là xe phố đi thế. Em đạp đi. Đây. Được cái con này sườn cũng đẹp. Nhũ sườn đẹp. Lốc đạp. Chế độ khen nhá, chế độ khen. Đấy. Chân em. Chân nam zin hết. Máy hơi căng. Con này phải đầu tư một cái bình nhá, chứ xe chủ để bỏ số 55 để lâu quá nó hỏng bình. Nói chung là zin hết của nó, tất cả zin hết. Lốc máy zin nhá. Chấm một tí xui như này nhưng mà zin. Zin hết nói chung là zin chất. Xe này mới con xe xứng đáng đầu tiền bát gạo. Để chơi. Máy cắt. Đây, cái mặt con quay bố mặt trên. Đôi tay nắm còn zin theo xe. Kim đồng hồ đỏ chốt. Bỏ chốt xe để 55 không đi mà anh. Ờ, con này mất vỏ yên rồi nhá. Thay một cái vỏ yên rồi. Vỏ yên thay, mấy cái này bị mất. Đấy, còn mút còn zin. Mút còn zin, nhựa zin, con này vỏ yên vừa mới thay này. Chìa khóa zin ạ. Ờ, chìa khóa còn zin. Ốc okay. Sáng, ốc có sáng chấm sơn. Chốt cho em, cảm ơn em nhá. Ốc có sáng còn chấm sơn này. Nó vẫn cứ có duyên với nhau. Em chào anh em trên này đi. Anh em đi. Chào 20.000 anh em nhá. Được cái con nào xong hết. Tất cả con xe mà mua của em này không ế con nào. Đấy, cái không rồi, anh vào trong nhà đi. Nó có độ sắc nước. Nó là một chất chơi của giới sưu tầm. Em nó là dân chơi. Nó là dân chơi xe. Theo kiểu là thích thì thẩm, xong là con nào đẹp thì mua. Hiện tại là bên này đang 400-59 anh em đang xem. Tuấn Thịnh đang bảo là anh hỏi về huấn hoa hồng 9 biển tướng Vũ 9. Huấn Hoa Hồng thì con xe của Huấn Hoa Hồng thì vừa rồi nhà mình vừa mua con SH của em nói nhá. Đấy cũng đội toàn đội anh em chợ mà. Cũng mua về cũng mua SH rồi. Mình vừa mới sang tên bán rồi, SH chưa đăng ký, màu đỏ. Sang tên rồi còn vấn đề anh em thôi.